Chiều ngày 27 tháng 3, chi bộ khu 34 xã Song Mai đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập và ra mắt tổ dân vận cộng đồng tại nhà sinh hoạt văn hóa. tới dự có lãnh đạo phòng tư pháp thành phố, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thành viên ban chỉ đạo tổ dân vận cộng đồng xã, bí thư chi bộ, trưởng các thôn trên địa bàn xã, các ủy chính quyền các hoàn thể, đại diện các tổ liên gia tự quản khu 34. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe kế hoạch số 47 ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023 của Đảng ủy xã Song Mai về thành lập và hoạt động tổ dân vận cộng đồng trên địa bàn xã. Công bố quyết định thành lập tổ dân vận cộng đồng khu 34. Theo đó, tổ dân vận cộng đồng khu 34 gồm 25 thành viên do đồng chí Thân Thanh Nhung, bí thư chi bộ làm tổ trưởng, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận làm tổ phó. Nhiệm vụ của tổ dân vận cộng đồng là tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp tổ chức cho nhân dân tham gia giám sát các nội dung việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quy ước ở cộng đồng dân cư nắm và phản ánh tình hình tâm tư nguyện vọng và ý kiến của người dân nơi cư trú đến cấp ủy chính quyền tham gia khảo sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân ở thôn phối hợp triển khai có hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo xây dựng các mô hình điển hình dân vận khéo cũng tại đây, đại diện các thành viên tổ dân vận cộng đồng khu 34 đã ký kết giao ước thi đua. Lãnh đạo phòng tư pháp thành phố tặng hoa chúc mừng tổ dân vận cộng đồng khu 34.